Nga phòng vòng vây ở Kurakhov, lên Ukraine bỏ chạy. Nga dội báo UAV kỷ lục, phòng không Ukraine tê liệt. Ukraine dội bom chùm vào đoàn thiết giáp Nga ở Zaporizhia. Nga để gãy âm mưu phá hoại ở Krum. Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn ở đập Kurakhov ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Sina, trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến công mạnh mẽ từ ba phía nhằm siết chặt Kurakhov, thì hai tiểu đoàn Ukraine bỏ chạy trong hoảng loạn trước khi bị tiêu diệt. Trong hướng tấn công tại Kurakhov, ba tập đoàn quân của Nga tiếp tục phát động tấn công từ ba hướng Nam, Bắc và Đông. Sau một ngày đêm chiến đấu, quân đội Nga ở phía Bắc đã thành công tiến vào làng Solshivka, nằm ở phía tây bắc của Kurakhov, chỉ cách 3 km về phía tây. Tốc độ tiến quân nhanh chóng như vậy đã gây ra cảm giác hoảng loạn cho quân đội Ukraine ở Kurakhov, đặc biệt là quân đội ở phía bắc. Theo báo cáo ngày 9 tháng 11 từ phóng viên, dựa trên thông tin liên lạc vô tuyến mà quân Nga chặn được, quân Ukraine dự đoán rằng trong 1 đến 2 tuần tới, toàn bộ khu vực phía bắc hồ chứa nước Kurakhov có thể sẽ rơi vào tay đối phương. Nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng tuần tới sẽ là thời điểm cuối cùng để quân đội Ukraine ở Kurakhov có thể rút lui mà không chịu tổn thất. Nếu không rút lui vào tuần tới, một khi quân đội Nga từ làng Sosipka tiến đến khu vực phía tây của Kurakhov, họ sẽ có thể cắt đứt tuyến đường rút lui của quân Ukraine. Ngay cả khi không hoàn toàn cắt đứt, chỉ cần áp sát thôi, quân Ukraine cũng sẽ không thể rút lui có tổ chức, mà sẽ phải đối mặt với pháo kích và liều mình chạy thoát trong tình huống chịu tổn thất lớn. Khi nhận ra điều này, Quân đội Ukraine ở Kursk đã bắt đầu tăng cường lực lượng từ tuần trước dọc theo tuyến Zaria, Sosipka, Staria-Terny, cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ mới tại đây nhằm ngăn chặn quân nga. Nếu thành công, quân Ukraine có thể kéo dài thời gian phòng thủ tại Kursk. Cần lưu ý rằng, theo báo cáo của truyền thông quân sự nga, quân đội nga đã kiểm soát được làng Zaria, lực lượng chủ lực của quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi làng này. Hiện quân nga đang dọn dẹp tàn quân. Điều này có nghĩa là tuyến phòng thủ tạm thời mà quân Ukraine dựng lên đã bị đánh tan 1 phần 3, chỉ còn lại tuyến Zarya, Sosivka, Starya, Ở hướng tây nam của Kurakhov, vào ngày 9 tháng 11, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt phản công vào các vị trí của quân Nga giữa làng Yasna Bodiana và Sakstorske. Mặc dù đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của quân Ukraine, nhưng quân đội Nga lại tạm hoãn chiến công vào làng Radlip. Tuy nhiên, các đơn vị tiên phong của quân Nga sau khi tiến hành trinh sát vũ lực đã chiếm được các vị trí tiền phương của Ratlip. Điều này có nghĩa là quân Nga có thể đã cách tuyến cung cấp chính H-15 của Kurakhov chỉ khoảng 3-4 km. Ở phía đông của Kurakhov, theo báo cáo từ trang Avia.pro vào ngày 9 tháng 11, các đơn vị tiên phong của quân Nga đã tấn công vào vùng ngoại ô phía đông làng Rani, đe dọa trực tiếp tuyến đường rút lui của quân đội Ukraine đang chiến đấu ở hướng đông nam. Quân đội Nga lập kỷ lục về số lượng UAV tự sát J-2, phóng vào khắp các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong một đêm khiến lực lượng phòng không Ukraine quá tải và tê liệt. Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, vào đêm 10 tháng 11, quân đội Nga đã phóng 145 UAV tự sát tấn công tầm xa G-2 vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đây có thể là đêm có số lượng UAV tự sát G-2 kỷ lục của Nga tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine được chính Ukraine công nhận. Ukraine cũng cho biết, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được 62 trên 145 UAV Garen 2, chưa bằng 1 phần 2 số UAV của Nga phóng đi. Thực tế này có thể được coi là một sự thừa nhận rằng, lực lượng phòng không Ukraine đã bị quá tải và tê liệt trong chiến thuật tấn công bão hòa của Nga. Lực lượng phòng không của Ukraine, mặc dù được Mỹ và phương Tây huy động mọi nguồn để cung cấp thêm tên lửa phòng không, nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do các hệ thống phòng không trước đó của Ukraine liên tục bị Nga phá hủy. Ngoài ra, nguồn cung cấp của Mỹ và phương Tây không phải là vô hạn. Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức, theo báo chí phương Tây, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị chuyển khoảng 500 đạn tên lửa dùng cho hệ thống tên lửa phòng không sang Ukraine. Thật khó để nói liệu Mỹ có thể thực hiện đúng kế hoạch này hay không. Nhưng hiện tại, tên lửa và UAV Giron 2 của Nga có vẻ đang làm mưa làm gió trên không phận Ukraine. Theo các nhà phân tích, việc quân đội Nga sử dụng số lượng lớn UAV tự sát tấn công vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 9 tháng 10 là nhằm làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine. Đặc biệt là trong bối cảnh có thông tin cho biết, các khẩu đội tên lửa Patriot của Ukraine đã được đưa ra chiến trường nhằm bảo vệ bộ binh trước những máy bay thả bom lượn của Nga. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, quân đội nước này gần đây đã đánh chặn một đoàn xe thiết giáp Nga ở tỉnh Zaporizhia. Trang Milinuo dẫn thông cáo của TAIU trên mạng xã hội Telegram viết rằng đoàn xe thiết giáp trên thuộc biên chế sư đoàn tấn công đường không quận vệ số 76 của Nga đang chuẩn bị cho cuộc hành quân trong khu vực rừng rậm gần làng Novolaksanivka ở tỉnh Zaporizhia, Ukraine. Lực lượng lính dù đối phương bị phát hiện bởi các máy bay không người lái của TAIU và nhóm quân tác chiến chiến lược Savria đã thực hiện các đòn tấn công. Đoàn tấn công tên lửa đã phá hủy hai thiết giáp hạng nặng Nga và vô hiệu hóa các binh sĩ bên trong đó. Bốn khí tài khác cố rời khỏi nơi đó nhưng vẫn bị chúng đòn tập kích. Thông cáo DIU viết, đoạn video được DIU chia sẻ cho thấy đoàn thiết giáp Nga lần lượt bị quân Ukraine tấn công bằng bom chùm và tên lửa. Theo hãng tin RT, trong thông cáo vào hôm 12 tháng 11, FSB cho hay năm nghi phạm 29 tuổi là người địa phương ở Crimea Đối tượng đã bị cáo buộc đã liên hệ với cơ quan an ninh Ukraine vào năm 2024 để xin làm việc. Cũng theo FSB, nghi phạm định đốt thiết bị chuyên dụng truyền điều tiết đường sắt. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị ngăn chặn kịp thời. Đối tượng đã bị bắt quả tang tại hiện trường gần nhà máy điện Balaklava ở thành phố Sevastopol. Hắn đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội âm mưu tấn công khủng bố và làm việc bí mật cho thế lực nước ngoài. FSB công bố hình ảnh của nghi phạm nhưng không nêu tên. Sau khi bị bắt giữ vào thẩm vấn, hắn khai được phía Ukraine đề nghị trả 1.000 đô la Mỹ để phá hủy thiết bị đường sắt sau khi chứng minh có thể tiếp cận bằng cách chụp ảnh mục tiêu. Tờ Airbus của Tây Ban Nha dẫn chia sẻ hồi tháng 10 của các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Kursk cho hay, mặc dù đôi khi họ gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và thiết bị hoạt động trên lãnh thổ Nga, nhưng không bị thiếu nhân lực. Các binh sĩ này cho biết, cứ 10 ngày, quân đội Ukraine chiến đấu ở Kursk lại được luân chuyển. Trong khi đó, những người lính Ukraine đang hoạt động trên tuyến đầu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trung bình chỉ được thay thế sau 25 ngày. Ngoài ra, Ukraine hiện có hai trung đoàn tốt nhất đang hoạt động ở Kursk là lữ đoàn tấn công đường không số 95 và 80. Hai trung đoàn này được trang bị những thiết bị hiện đại nhất bao gồm xe tăng Leopard của Đức và xe tăng Abrams của Mỹ. Kiev đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Theo Moscow, các lực lượng Ukraine đã bị quân đội Nga ngăn chặn và đang bị đánh bật trở lại bên kia biên giới. Việc triển khai các trung đoàn tinh nhuệ nhất đến Kursk đã vấp phải sự chỉ trích của giới chức quân sự Ukraine. Cụ thể, tướng Ukraine Dmitry Machenko đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không hiểu tại sao Kiev lại triển khai các lữ đoàn tốt nhất đến Kursk trong khi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ. Hồi tháng 9, tờ Politico đưa tin, cựu chỉ huy quân đội Ukraine Valery Zaluny cũng phản đối cuộc tấn công vào Kursk và coi đó là một sai lầm giữa lúc quân đội Nga đang giành thêm ưu thế ở Donetsk. Theo hãng tin Reuters, video được một kênh truyền hình của Ukraine thu thập và công bố vào ngày 12 tháng 11 cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra tại đập hồ chứa nước Kurakhov ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Trước đó vào hôm 11 tháng 11, thông tin liên quan đã được thống đốc vùng Donetsk của Ukraine loan báo, đồng thời cho biết rằng sau vụ nổ, đập tại hồ chứa nước Kurakhov đã bị hư hại, gây nguy hiểm cho dân làng sống gần sông Vokcha. Quan chức của Ukraine cáo buộc cuộc pháo kích của Liên bang Nga đã gây ra vụ nổ, nhưng Moscow tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận. Trước đó, một con đập thủy điện ở Ukraine cũng từng bị tấn công. Trong một cuộc tấn công xuyên đêm ngày 22 tháng 3, tên lửa Nga đã bắn trúng đập Tnipohes, con đập của nhà máy thủy điện Ternipro lớn nhất Ukraine, chứa khoảng 3,3 tỷ mét khối nước nằm ở khu vực phía nam Zaporizhia. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine, ông Yuri Belosov, người đứng đầu bộ phận chiến tranh của văn phòng tổng công tố cho biết, chỉ riêng nhà máy thủy điện đã bị tấn công tới 8 lần. Một nhân chứng đã ghi lại khoảnh khắc một trong những tên lửa bắn trúng con đập. Hati Reuters của Anh nói rằng họ đã có thể xác nhận tòa nhà cũng như các con đường nhìn thấy trong video khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ của khu vực. Theo tờ Kyiv Independent của Ukraine, đập Dnipro thuộc nhà máy thủy điện Dnipro chứa khoảng 3,3 tỷ mét khối nước và vụ tấn công còn đánh trúng một chiếc xe buýt khiến nó bốc cháy đồng thời buộc cảnh sát phải phong tỏa tuyến giao thông thông qua đập thuộc nhà máy thủy điện từ Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine kiêm Bộ trưởng Kinh tế Julia Sivitrenko vừa thông báo nước này đang tiến gần đến việc thiết lập ba liên doanh mới với các nhà sản xuất vũ khí ở châu Âu. Trong tuyên bố, Phó Thủ tướng Sivitrenko nêu rõ Ukraine đã thành lập năm liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, trong đó có các công ty của Đức và Litva một số nhà sản xuất vũ khí đã mở văn phòng tại Ukraine. Theo bà Sivridenko, Ukraine hiện có thêm 3 thỏa thuận với các công ty châu Âu đang trong giai đoạn cuối để thành lập liên doanh. Tuy nhiên, bà không cung cấp chi tiết về các liên doanh mới cũng như quy mô đầu tư. Thời gian qua, công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã phát triển mạnh về quy mô, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine có thể sản xuất 4 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm và đang tăng cường sản xuất quân sự bao gồm tên lửa và các phương tiện vận chuyển. Để duy trì đà phát triển, chính phủ đã thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm chuyển đổi ngành sản xuất vũ khí trong nước. Theo Newsweek, đoạn video được đăng trên Telegram cho thấy, lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã sử dụng các xe chiến đấu bộ binh Bradley để cắt một hàng cây của Nga và sống sót sau vụ tấn công từ súng phóng lựu và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga, sau đó rút lui thành công, bảo toàn được xe và kíp lái giàu kinh nghiệm. Các tài liệu của Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ đã gửi hơn 300 IFV Bradley đến Ukraine cùng với 4 xe hỗ trợ. Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine là đơn vị duy nhất được biết đến sử dụng cả IFV Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực m 11 Abrams do Mỹ cung cấp. Trong video, hai chiếc Bradley dường như đã chứng minh được sức bền dù chịu nhiều đòn tấn công trực tiếp từ súng phóng lựu và FPV của Nga trước khi rút lui thành công mà không có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng hoặc mất mát về người. Trong nhiệm vụ lần này, IFV Bradley đã được triển khai để phá hủy các vị trí binh sĩ Nga ẩn náu trong một khu rừng rậm. Sử dụng hỏa lực từ pháo M242 Bushmaster trên xe Bradley, lữ đoàn 47 dường như đã phá hủy hàng cây và vô hiệu hóa vị trí của quân đội Nga. Phía Nga đáp trả bằng hỏa lực dữ dội, bao gồm nhiều loạt đạn từ súng phóng lựu nhắm thẳng vào IFV, các FBV tấn công sân xe Bradley của Ukraine. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Văn phòng Báo chí của Chính phủ Ukraine chưa lên tiếng bình luận về video trên theo Times of Israel. Trong ngày 12 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo về việc UAV của Hezbollah đánh trúng một nhà trẻ ở thành phố Hafia, vùng Nesher, miền bắc Israel. UAV này rơi xuống khu vực sân chơi của nhà trẻ, không gây ra thương vong nào về người. Các giáo viên đã đưa toàn bộ học sinh tại nhà trẻ xuống hầm trú ẩn sau khi nhận được thông báo từ các khu vực khác. Chúng tôi hiện đang điều tra tại sao, coi cảnh báo không kích tại Nesher lại không được kích hoạt, phía IDF cho biết. Truyền thông Israel tiết lộ, Còi cảnh báo không kích đã vang lên ở các khu vực gần Haifa như Tây Galilee nhưng lại không được phát ở Nasser. Các đoạn video do người dân địa phương chia sẻ cũng cho thấy cảnh một UAV bay ngang bầu trời Haifa. Cùng ngày, ITF đã tiến hành sơ tán 11 chung cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon. Không quân Israel sau đó đã không kích khu vực này để phá hủy các cứ điểm và khí tài của Hezbollah. Ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Kass, cho biết nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công phong trào Hezbollah tại Liban và sẽ không có lệnh ngừng bắn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Caht nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn và không có khoảng dừng tại Liban cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu, trong đó có giải pháp vũ khí của Hezbollah và đảm bảo người dân phía bắc Israel trở về nhà an toàn. Ông Caht cũng khẳng định Israel sẽ từ chối bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cản trở họ tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu Hezbollah tại Liban. Gần 70.000 quân Ukraine bỏ mạng trong tháng 10. Theo trang tin tức Sina, cuộc chiến Nga Ukraine có tháng đẫm máu nhất khi có tới 69.000 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu một tháng và Nga chiếm được vùng lãnh thổ Ukraine rộng bằng diện tích Singapore chỉ trong tháng 10. Vào tháng 10 năm nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine đạt đến cường độ chưa từng có, trở thành tháng đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Theo thông tin của Nga, chỉ trong tháng 10, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 69.000 quân Ukraine, một con số lập mức cao nhất chỉ trong một tháng trong các cuộc chiến gần đây. Đồng thời, tháng 10 cũng là tháng mà quân đội Nga có bước tiến nhanh nhất. Họ đã chiếm được 556 km vuông lãnh thổ Ukraine, tức là tương đương với diện tích của một quốc gia nhỏ như Singapore, đồng thời củng cố thêm vị thế vượt trội của mình trên chiến trường. Tuy nhiên, trận chiến khốc liệt này cũng mang lại thương vong rất lớn cho quân đội Nga. Viktor Kaliuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine chỉ ra rằng trong tháng 10, số thương vong của quân đội Nga lên tới 57.500, một con số cũng gây sốc. Ngoài ra, xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác của quân đội Nga cũng chịu tổn thất nghiêm trọng, chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả cuộc chiến đấu của quân đội Nga. Sau trận giao tranh vào tháng 10, quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực quan trọng như tuyến phòng thủ Pop Kurakhove, Upleda ở Nam Donetsk, Kupiansk ở Kharkov, Torex, Tại Donetsk, tại khu vực Kursk, quân đội Nga cũng dồn quân Ukraine vào diện tích chỉ 600 km vuông. Chuỗi diễn biến này cho thấy quân đội Nga đang dần tiếp cận các mục tiêu chiến lược, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Cho đến nay, mặc dù quân đội Nga đã tiêu diệt nhiều lực lượng chủ lực của Ukraine, nhưng họ cũng đã phải trả giá đắt. Theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã mất 9.208 xe tăng, 18.581 xe bọc thép và 20.150 khẩu pháo. Nhưng con số này không chỉ bộc lộ sự tàn khốc của chiến tranh mà còn phản ánh mức tiêu hao khổng lồ của Nga. Điều đáng chú ý là xe tăng T-72, T-80 xe chiến đấu bộ binh BMP1, BMP2 cùng các loại pháo tự hành. Pháo xe kéo thời Liên Xô đã được sử dụng với một số lượng lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine do khả năng bảo vệ của các phương tiện này kém, nên một khi vụ nổ xảy ra, những người ngồi trong xe thường sẽ không thể thoát ra ngoài, dẫn đến thương vong rất lớn. Về nguồn cung cấp đạn dược, theo tình báo Ukraine cho biết, 60% đạn pháo của Nga hiện đến từ Triều Tiên và 10% từ Iran, 30% còn lại từ các nhà máy quốc phòng của Nga đang làm việc ngày đêm để sản xuất. Kho đạn pháo cỡ lớn của Liên Xô mà Nga được hưởng về cơ bản đã hết. Tình hình này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng tiếp tục chiến tranh của Nga. Nga dội tên lửa vào Odessa, diễn lính đánh thuê phương Tây. Theo Sohu, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng khi Mỹ đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine qua cảng Odessa, khiến Nga phải tăng tốc độ tiến công ở khu vực này. Sohu dẫn nguồn từ đài truyền hình CCTV. Vừa qua, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Odessa, với các cuộc tấn công bằng tên lửa kéo dài hơn 2 giờ. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga đã đánh trúng nhiều kho đạn của Ukraine và lực lượng phương Tây đóng quân gần cảng Odessa cũng trở thành mục tiêu chính. Tiếng nổ vang lên liên tục và nhiều xe cứu thương đến hiện trường đưa đi nhiều người bị thương trên cáng. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Hải quân Nga không thể hiện được sức mạnh như mong đợi. Chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, hạm đội Biển Đen của Nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền nam Ukraine bằng tên lửa từ tàu chiến. Sau đó hầu như không còn xuất hiện, trong cuộc chiến với Ukraine, mỗi lần hải quân Nga lộ diện, hầu như đều bị quân đội Ukraine tấn công bất ngờ. Gần đây nhất, hạm đội Caspian, vốn nằm ở vùng hậu phương chiến lược của Nga, cũng đã bị tấn công. Trong tình thế bắt buộc, quân đội Nga chỉ có cách điều động lực lượng không quân để tấn công các thành phố cảng như Odessa ở Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở cảng, phá hủy các kho hàng, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh nhằm cắt đứt sự viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine quân Ukraine hứng đợt pháo kích nặng nề ở Kharkov. Theo hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng, các đơn vị trinh sát thuộc cụm quân phía Bắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Kharkiv đã phát hiện nơi tập trung nhân lực của quân đội Ukraine. Sau khi phân tích những dữ liệu tình báo nhận được, chúng tôi quyết định tấn công hỏa lực vào đối phương. Pháo nhiệt áp tốt 1A của cụm quân phía Bắc đã rơi trúng nơi trú ẩn của lính Ukraine. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, Quân đội Nga sau đó đã công bố video ghi lại toàn bộ diễn biến của pháo kích. Lính đặc nhiệm Ukraine cải trang, đột nhập phòng tuyến của Nga ở Kursk Theo Militany, đoạn video đăng trên kênh Telegram ghi lại hình ảnh lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine SOF tấn công phía sau phòng tuyến của đối phương ở Kursk, vùng biên giới của Nga bị các lực lượng ký ép bất ngờ đột kích từ đầu tháng 8. Video cho thấy, lính Ukraine đã âm thầm xâm nhập vào khu rừng nơi binh sĩ Nga đang hoạt động và tiến hành tấn công. Để tránh bị phát hiện, binh sĩ Ukraina đã khoác thêm áo ngụy trang. Trong tình huống bất ngờ, hai binh sĩ Nga đã bị bắt ngay tại nơi trú ẩn, một binh sĩ khác bị thương trong cuộc đấu súng và sau đó quyết định đầu hàng. Tuy nhiên, 14 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với nhóm của Ukraina. Theo quý ước, phía Ukraina đã sơ cứu cho các tù binh Nga bị thương. Cuộc đột kích của Ukraina còn có sự hỗ trợ của các máy bay không người lái UAV trinh sát. Trước đó, vào cuối tháng 9, hình ảnh UAV Black Hornet siêu nhỏ được các binh sĩ SOF sử dụng tại vùng Kursk của Nga cũng đã được công khai. Do công ty Broad Dynamics của Nga Uy phát triển, UAV Black Hornet chỉ nặng 18 gram, thời gian hoạt động là 25 phút, di chuyển với tốc độ hơn 20 km/h và phạm vi bay khoảng 2 km. Nga tấn công dữ dội ở Kharkiv, Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Dariino, Nikolayevo, Dariino và Novovanovka ở tỉnh Kursk, Nga, theo hãng thông tấn TASS. Bên cạnh đó, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công, đánh bại đơn vị Ukraine tại các khu định cư Dariino, Leonidovo, Malaya, Lognia, Likonayevo, Dariino và Novovanovka Kursk. Các đội máy bay tác chiến, chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị Ukraine ở Kursk, cũng như các đơn vị quân dự bị của Kursk trú ở tỉnh Sumy, Ukraine, giáp biên giới với Nga. Trong ngày qua tại Kursk, phía Ukraine đã mất hơn 300 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép chở quân, 8 xe chiến đấu bọc thép, 3 khẩu pháo, một súng cối và 7 xe cơ giới quân sự. Theo TASS, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến sự ở Kursk, các lực lượng Kiev đã mất 31.390 lính. 195 xe tăng, 127 xe chiến đấu bộ binh, 109 xe bọc thép trở quân, 1.110 xe chiến đấu bọc thép, 850 xe cơ giới, 265 khẩu pháo và 40 bệ phóng pháo đa nòng. Trưởng ban quản lý quân sự dân sự tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm ông Vitaly Ganchev cho biết quân Nga tiếp tục giành được thắng lợi tại tỉnh Kharkiv sau khi giành quyền kiểm soát khu định cư Kolesnikovka. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã giải phóng khu định cư Kolesnikovka ở Kharkiv, Quân đội của chúng tôi tiếp tục tiến về phía sông Oskol, san phẳng tuyến đầu dọc theo con sông và tiến quân tới các khu định cư Kruskovka và Borovaya, vị quan chức này cho biết. Trong bối cảnh sau khi Nga kiểm soát được khu định cư Kolesnikovka, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andriy Belosov cho biết rằng quân đội Nga tiến đều đạn theo hướng Boguslav, Kharkiv. Bộ trưởng Belosov chúc mừng chỉ huy và binh sĩ của Trung đoàn Thiết giáp 153 đã giải phóng được khu định cư những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo